kỹ thuật. Thí dụ như chúng ta xem tivi màu, tự nhiên cái tivi của chúng ta ở nhà như vậy, chúng ta vặn lên là chúng ta bắt được những cái gì mà đang trực tiếp truyền thanh hay là đã được ghi lại và phát ra. Mà chúng ta cũng không biết là cái nơi mà nó phát ra những hình ảnh đó là ở đâu nữa. Ai có biết là cái nơi phát ra hình ảnh là ở chỗ nào không? Không biết phải không? Chúng ta chỉ cắm điện vô cái đó là phải có điện nó mới chạy thôi. Là có hình ảnh màu. Mà mấy cái hãng cable rồi này kia nó lại nó ngắn ngắn vậy thôi chứ nó đâu có gắn cái gì với ở đâu. À, nói một mà chúng ta vẫn thấy, mà chúng ta không hiểu được có ai đây giải nghĩa được tại sao chúng ta bắt được hình ảnh tivi hay không. Giải nghĩa tường tận cái kỹ thuật nhận hình ảnh tivi mà chúng ta coi được. Chúng ta ở đây không ai giải thích được. Bởi vì chúng ta không phải là những người được huấn luyện về cái kỹ thuật khoa học truyền hình, phải không? Nhưng mà chúng ta có sử dụng được không? Chúng ta sử dụng được, phải không? Và chúng ta sử dụng được, chúng ta thưởng thức được, chúng ta hưởng cái sự đặc biệt đó, cái tivi. Cái mà nữa là chúng ta sử dụng mà không ai biết là rất là lạ lùng. Là cái gì? Ai ở đây cũng có mà tôi phải nhắc hoài, phải tắt. À, điện thoại di động, phải không? Không có dính gì gì đâu. Hồi xưa là cái điện thoại là phải dính vô với tường, phải gắn vô. Thì bây giờ là vừa đi vừa nói, không dây gì hết. Có nhiều người nói, mình thấy mình tưởng họ khùng là bởi vì còn không có thấy là họ nói vô cái gì nữa. Nhưng mà họ đang nói chuyện. À, có một cái quảng cáo, nhớ không? Ở trên tivi có anh chàng này, anh ngồi gần cái cô này. Ảnh đang tỏ tình với lại người yêu của ảnh mà cô này có tưởng lầm là ảnh tỏ tình với cổ. Là bởi vì hai người đang ngồi sát nhau, anh này nói. Cổ nghe, cổ tưởng là nói với cổ. Cổ cảm động. Nhưng mà chúng ta đâu có hiểu được là tại sao tự nhiên cầm cái tình. Mà đâu phải nói với người cùng thành phố đâu. Chúng ta ai đây cũng kêu điện thoại về Việt Nam, phải không? Mà đâu có kêu bằng điện thoại bàn, mắc lắm. Kêu điện thoại di động mà mua cái thẻ thôi. Ai giảng nghĩa được cái đó? Chúng ta có ai trong này giảng nghĩa được về cái kỹ thuật khoa học mà không dây không, kêu là wireless á. Vậy mà chúng ta vẫn sử dụng được. Không giảng nghĩa được, tận hưởng được cái đặc ân đó mà không giảng nghĩa được. Không cần biết giải thích, nhưng mà chúng ta vẫn dùng được, hưởng được, cảm nghiệm được. Bây giờ nói tới ba ngôi Thiên Chúa. Cái danh xưng đó, cái danh từ đó, cái ngôn từ đó cũng là cái ngôn từ phàm trần mà thôi. Chúng ta không biết diễn tả nó như thế nào, thì đành đặt cho nó cái ngôn từ đó, không có tả được Thiên Chúa. Ba ngôi, cái chữ ngôi cũng làm cho chúng ta có thể hiểu sai cái ba ngôi Thiên Chúa rồi. Nhưng mà chúng ta, ngôn ngữ của người ta rất là giới hạn. Cho nên chúng ta chỉ phải dùng đặng xài đỡ thôi, xài đỡ lúc này. Mà càng chúng ta càng cố gắng giải thích cho cặn kẽ như thế nào, cho là chúng ta... Ví dụ bao nhiêu ví dụ đi nữa, chúng ta càng cố gắng giải thích cặn kẽ thì chúng ta sẽ càng gặp trở ngại. Chúng ta chỉ đưa chúng ta vào góc tường mà thôi, rồi kẹt cái đó không giải thích tiếp được. Nhiều người nói một là ba là một, một là ba. Hôm nay á, tôi có làm vài cái PowerPoint để mà cho anh chị em coi cái cách người ta đã từng giải thích, nhưng mà bị trục trặc kỹ thuật là cái máy internet ở đây nó bị hư, cái đường dây internet nó bị trục trặc, nên tôi không có lấy xuống cái sticker của tôi được. Nhưng mà tôi có thể nói diễn tả cho anh chị em thấy cái cách họ họ là nhiều cái ba cái vòng
kết lại với nhau, ba ngôi của Thiên Chúa. Có một bà bạn tôi thì bà giảng nghĩa là ba ngôi Thiên Chúa, một bản thể nhưng mà khác công dụng, khác thể dạng, khác. Bà giảng nghĩa như là nước, ba ngôi như là nước, bởi vì là một một bản thể đều là nước, nhưng mà khi nước lạnh á thì đóng thành nước đá, khi mà nước bị nóng á thì bốc hơi, thì cái hơi đó, cái đó chúng ta có khi không thấy được, thì là cái đó là Đức Thánh Linh, ví dụ vậy, tức là có thể mường tượng như vậy, nhưng mà cái đó cũng là một cách giải thích của người phàm trần mà thôi. Cái điều quan trọng mà chúng ta cần biết về ba ngôi Đức Thiên Chúa là cái gì? Dù cho chúng ta có giải thích được tường tận hay là chúng ta có thỏa mãn với cái sự hiểu biết của chúng ta về ba ngôi hay không thì cũng không quan trọng cho cuộc đời tin kính của chúng ta. Nó không có quan trọng gì cho cái đức tin của chúng ta cả. Nó cũng không có quan trọng gì cho những cái sự khôn lớn của chúng ta, sự trưởng thành của chúng ta là một môn đồ của Chúa Giêsu. Chúng ta chỉ cần biết là ba ngôi Thiên Chúa luôn luôn đồng hành với chúng ta, luôn luôn bảo bọc chúng ta, luôn luôn soi sáng chúng ta, và là một Thiên Chúa thôi, không có phải là ba ngôi gì hết, nhưng mà mỗi lúc mà Thiên Chúa làm một công việc để mà bảo bọc chúng ta, để soi dẫn chúng ta, thì Ngài là một, có những công việc là Đức Cha, Chúa Cha. Những công việc thì mình là người phàm trần, là quy là những công việc cứu chuộc thì chúng ta nói là Đức Chúa Con. Những cái công việc mà hướng dẫn về tâm linh của chúng ta, khi mà ngự vào trong tâm khảm của chúng ta để mà thúc đẩy chúng ta, hay là để thúc đẩy những người quanh chúng ta, thì đó là hành động, là công việc của Đức Thánh Linh. Bởi vì khi mà chúng ta tự hào là tôi giải thích được ba ngôi Thiên Chúa, thì cái sự hiểu biết của chúng ta đó, nó có ích gì? Nó có phải là tin mừng cho người khác hay không? Nó có đem lại được cái lợi gì cho cái người đau khổ hay không? Nó có đem lại hòa bình cho thế gian hay không? Nó có làm cho người đau khổ được thấy an ủi hay không? Người bệnh có bớt đau hay không? Người bị đói có no hay không? Người bị đàn áp có được bảo vệ hay không? Người đang cô đơn có được an ủi hay không? Chúng ta chỉ cần biết là nhờ vào hành động của ba ngôi là chúng ta được vui mừng. Khi có sự bảo bọc của tất cả ba ngôi là chúng ta có tin mừng của đời sống của chúng ta. Chúng ta trong đạo Kitô nghe quen rồi, thành chúng ta nghe cái chữ Con Trời, The Son of God, Con Đức Chúa Trời, nghe quen rồi. Mình tưởng cái ngôn từ đó là ngôn từ của Kitô giáo, nhưng mà không phải. Con Trời á là ông vua nào á, của xứ nào, của một cái văn hóa nào cũng coi là thiên tử, phải không? Mấy ông vua của Việt Nam gọi là thiên tử, mấy ông hoàng đế của La Mã thì cũng được gọi là Caesar, là thiên tử, là con trời. Và La Mã nó cũng cho là, nó cũng trong trong lịch sử, trong văn hóa của nó thì nó cũng gọi mấy ông vua nó là hoàng tử của hòa bình. Chúng ta tưởng chúng ta kêu Chúa Giêsu của mình là hoàng tử, Prince of Peace, đó là cái tiếng đặc thù của Cơ Đốc giáo của chúng ta, Kitô giáo của chúng ta. Nhưng mà chữ Prince of Peace, hoàng tử của hòa bình,
người La Mã cũng đã đặt cho hoàng đế của họ. Bởi vậy, cho nên chúng ta khi chúng ta nghe cái cách lý luận, cái cách giải thích ba ngôi thì chúng ta cũng phải hiểu thêm rằng đó là một cái cách nói, một một ngôn ngữ, một ngôn từ của một dân tộc. Nhất là ở vùng Trung Đông, theo văn hóa phong tục Trung Đông, để hiểu về sự bảo bọc toàn vẹn của Thiên Chúa cho nhân loại. Theo tín điều của chúng ta mà chúng ta tôi không có hay cho đọc mỗi tuần, nhưng mà theo tín điều á, là chúng ta biết là cái